Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đơn kiến nghị, kính gửi Bộ Nội vụ, trích yếu về việc xin cho đổi danh Phật giáo Hòa Hảo để thật đúng lối tu của đạo này. Chúng tôi là ba nhân dân gồm: tôi là Cao Thị Thùy Dung, cư ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Phú An, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ông Hoàng Trung Lập, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kính trình Bộ Nội vụ. Theo luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì tất cả ngành nghề và tu hành trong nước Việt Nam đều phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không có ngành nghề nào ngoại lệ. Dù người đó có chức vụ gì, cao hay lớn trong xã hội, tất cả đều phải nghiêm túc thực hiện đúng 100%. Trong đó có các đạo được nhà nước cho truyền bá ở Việt Nam. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn dân được tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Nhưng tín ngưỡng và tôn giáo cũng phải truyền đạo thật đúng với đạo của mình chủ trương tu, không được tu sai phần nào, dù là nhỏ nhất. Kính trình Bộ Nội vụ. Chúng tôi thấy có đạo Phật giáo Hòa Hảo treo bảng hiệu tu thật rõ ràng là tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, nhưng lại không tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà tu theo đạo khác. Đây là sai luật đạo quá lớn. Chúng tôi xin chứng minh thật rõ ràng như sau. Bây giờ xin cộng đồng mạng nghe tôi nè. Tôi là con quỷ núi cấm, tôi là con hai núi cấm, tôi bức xúc quá, tôi không biết làm sao. Tôi là một người dốt nha, tôi là một người không có tôn nha. Bây giờ tôi khuyên nè, tín đồ của Hòa Hảo, hỏi tao nè, tao là một người dốt trên đời nè, tao là một người không có tu trên đời, tao là quỷ trên đời nè, hỏi tao nè, tao trả lời cho, chứ đừng hỏi thiện trí thức. Cái người thiện trí thức hả, đừng có trả lời với mấy thằng này, trả lời nó là thành điên đó nha. Phật giáo là lời dạy của vị Phật có bốn chữ: giác ngộ, giải thoát. Nhưng các vị tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo không tu theo giác ngộ, giải thoát, mà tu theo đạo quỷ núi. Đây là sai rất trầm trọng. Theo luật hiện hành thì bị phạt nhẹ nhất là từ 5 đến 10 triệu đồng. Kính trình Bộ Nội vụ. Các vị tu theo đạo quỷ núi mà thành quỷ núi rồi, nghề của quỷ núi là chửi bất cứ ai họ muốn chửi, không ai dám nói gì đến họ. Chỉ có người rất gan dạ dám thưa ra tòa thì tòa án áp dụng theo luật phạt về tội chửi người khác. Còn người bị chửi mà hiền từ hay quá sợ quỷ núi thì phải ngậm miệng, không dám hó hé. Nhân dân chúng tôi xin góp ý về đạo Phật giáo Hòa Hảo này như sau. 1. Nhà nước cho tự do tôn giáo, nay họ tu thành quỷ núi rồi, nghề của quỷ núi là chửi bất cứ ai họ thích. Đây là của đạo quỷ núi, nhà nước không cấm họ được, vì nhà nước cho họ tự do. 2. Để giải quyết phần này, chúng tôi xin đề nghị với Bộ Nội vụ như sau. Bộ Nội vụ cho đạo Phật giáo Hòa Hảo này đổi danh là đạo quỷ núi, để đúng với sự tu chứng và tu đắc đạo tu của họ. 3. Khi đạo Phật giáo Hòa Hảo mà đổi danh là đạo quỷ núi thì bắt buộc phải đổi đạo phục của quỷ núi để đúng với đạo của họ. Quần áo của đạo quỷ núi là phải mặc sao cho thật đúng với đạo quỷ núi. 4. Còn gương mặt của đạo quỷ núi thì giống như vị đã tu thành đây. Xã hội, bây giờ tôi là quỷ nè, tôi cũng nói pháp được vậy? Kinh giảng văn tự để thiếu gì? Không lẽ con quỷ mà không đọc được sao? Đôi ba câu sao? Cần gì mà ông Phật, cần gì mà ông trời, cần gì bà đất, mà cần gì thần thánh? Mày giỏi quá mày, con Ngọc Đế rồi mày quỷ diệt mấy con ma cho tao nha. Mày đi bảo vệ mấy người tu nha, đã thôi là mấy người tu mất hết là chết mẹ mày. Tao là con quỷ rồi đó. À, hỏi ra không? Bây giờ mày hỏi không? Đồ ông cha, ông mẹ, ông bà, mày đi hỏi tao mấy cái chuyện này.
Tao kể cho từ cái chu kỳ luôn đó. Rồi mai mốt hỏi gì nữa. Còn mày muốn ngon á, mày đừng cho lên YouTube là mày ngon, mày lên hai nút cấm này, mày trò chuyện với hai nút cấm đi, cái nào mày không biết mày hỏi. Rồi con quỷ nút cấm này nó biết là nó đáp ứng cho mày nghe. Mày nghe thỏa thích luôn. Kính trình Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ có ra thông báo là xử lý nghiêm và dứt điểm các hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Nhân dịp này, nhân dân chúng tôi cũng xin trình với Bộ Nội vụ về các đạo lợi dụng tôn giáo để trục lợi gồm có: đạo không kêu bản, đạo tu để thành gì? Đây là trục lợi thứ nhất, bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đạo không kêu bản, tu đã thành gì rồi, làm việc chi? Đây là trục lợi thứ hai, bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 3. Đạo mà không cho người thắc mắc hỏi tự do, đây là trục lợi thứ ba, bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 4. Đạo mà không có quyển giáo lý của pháp môn tu, đây là trục lợi thứ tư, thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 5. Đạo mà không có quyển giáo kinh của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 6. Đạo mà không có quyển giáo lễ của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 7. Đạo mà không có quyển giáo luật của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 8. Đạo mà không có quyển giáo điều của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 9. Đạo mà không có tôn chỉ của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 10. Đạo mà không có cương lĩnh của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 11. Đạo mà không có nội quy của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. 12. Đạo mà không có đạo phục của pháp môn tu thì bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Kính trình Bộ Nội vụ. Trên đây là các phần mà chúng tôi xin góp ý với Bộ Nội vụ. Nghe nói Bộ Nội vụ cho khen thưởng những người có ý kiến hay. Vậy phần này có thật không? Nếu có thì thưởng cho nhân dân chúng tôi bao nhiêu phần trăm? Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2023, Ban Nhân dân chúng tôi đồng ký tên. Nơi nhận: Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, để biết